chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Phương lại lo sợ vì thai nhi không tốt. Mời các bạn cùng xem tập 43, gia đình mình vui bất thình lình. Đây là phần bình luận và dự đoán mang tính chất giải trí, dựa trên những tình tiết đã xảy ra trong phim. Mọi góp ý của quý vị và các bạn sẽ là động lực để kênh cố gắng và hoàn thiện hơn. Bác sĩ chẩn đoán sức khỏe thai nhi không tốt khiến Phương lo lắng cho đứa con sắp chào đời. Trong tập 43 gia đình mình vui bất thình lình. Trong tập 43 gia đình mình vui bất thình lình, Phương xúc động khi đọc lại những dòng nhật ký công viết cho con. Phương nhớ lại lúc chồng rơi nước mắt khi đọc cho cô nghe. Chào con, bố là Nguyễn Văn Công đây. Mẹ con là Nguyễn Bảo Phương. Còn tên con là gì? Tạm thời bố chưa nghĩ ra. Dù tên con là gì, con vẫn là em bé xinh đẹp nhất thế giới này. Có nhiều đêm bố nằm mơ, mơ thấy gương mặt của con. Con có một đôi mắt tuyệt đẹp giống như mẹ Phương của con vậy. Con có mong gặp bố mẹ không? Còn bố mẹ thì rất mong sớm được gặp con. Cô nghẹn ngào khi nghĩ đến sự háo hức của chồng và đứa con sắp ra đời. Ở một diễn biến khác, Công và Thành đến ăn tân gia nhà thuê mới của Danh. Thành ước sau này mỗi anh em đều có nhà riêng, để được đi ăn tân gia nhà của nhau. Công cho rằng mình ở với bố mẹ đến già nên chẳng có nhà mới. Hai em đồng tình rằng Công là con trưởng, ở với bố mẹ là đúng nhưng cũng sẽ phải sửa sang cho khang trang, đẹp đẽ hơn. Thành động viên Danh cố mua được cái nhà không vợ gửi cho. Nghe đến đây, tâm trạng của Danh trùng xuống, nghĩ lại bản thân kém cỏi thật. Công hỏi em trai, rồi tới đây tính sao? Không phải ở thế này mãi được. Em cứ tạm thời ở đây 1-2 tháng đã đến bao giờ mẹ vợ về rồi tính sau. Danh đáp. Thành bất ngờ hỏi, thế nhỡ không phải 2 tháng mà ngay ngày mai bà ý về thì làm thế nào? Khiến khán giả lo lắng cho số phận của Danh khi mẹ vợ biết được chuyện Trâm Anh dọn về nhà. Cũng trong tập 43, Phương đi khám thai nhưng dường như sức khỏe của con không tốt. Bác sĩ chỉ cho Phương, đây là hình ảnh của đợt khám vừa rồi, tim thai rất tốt. Nhưng em nhìn đi, đây là tim thai của thời điểm hiện tại. Nghe đến đây, Phương lo sợ con chào đời sẽ không được khỏe mạnh. Mọi người nhớ đăng ký để đón xem các tập tiếp theo trên Kamita TV nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.